Kính chào quý khách, đây là Mẫn của Direct Payment. Hôm nay Mẫn sẽ làm cái máy check-in, check-out của công ty. Ở đây là cái standalone 10 inch check-in, 10 inch check-out, không phải là cái POS systems. Ở đây cho những người chỉ muốn lấy điểm làm marketing, text ra lấy review cho tiệm. Nó rất là dễ dàng thôi. Khi mà khi người khách bắt đầu vô trả tiền đó thì họ có thể check in xong rồi người check out có thể mà tính tiền liền tại chỗ. Còn những cái tiệm lớn mà có receptionist á, người khách có thể vô cái waiting list. Ở trong waiting list đó có thể text cho khách khi mà tới lúc cái service của họ. Nó sẽ có cho những cái thời gian để đợi đồ này nọ để mà biết được người nào in ra cái sign in tickets. Còn ở đây đó là mình chỉ làm một cái symbol, chỉ có check in check out cho những cái tiệm mà thợ tự trả tiền thôi nha. Ok, người khách chỉ cần bỏ tin tức của họ vô. Rồi, ở trên màn ảnh ở đây đó họ có thể lựa chọn cái service hay là lựa chọn cái người thợ mà họ muốn. Ở đây Mẫn đã tắt hai cái phần đó rồi, nhưng mà Mẫn chỉ có cho cái game để khi mà họ check in đó họ có một chút giải thưởng. Thường thường đó sign up lần đầu tiên đó, thì mới có giải thưởng nha, để mà dụ họ vô những cái chương trình này. Còn check còn khi mà trả tiền đó thì cái đó tùy theo tiệm để mà có thể cho họ có cái động viên họ để mà có thể mà đi trở lại với tiệm, với lại dùng cái chương trình này nhiều hơn thôi. Ok, ở đây người này đã được 2 đồng. Sau khi người khách đã check in xong rồi, nó sẽ hiện lên trên cái máy của tiệm liền tại chỗ. Ở đây tiệm bắt đầu bấm vô trong edit, chọn người admin để làm cái check này thôi. Ở đây trả tiền thế. Cái service này là 50 đồng. Bấm 50 đồng vô. Pay amount. Pay amount đó là để cho trả tiền. Đây là cái giá mà phải trả. Reward amount là nếu là cái người thợ đó hay là cái người khách đó họ vừa mới được điểm hay là họ muốn dùng cái điểm ở đây, cũng giống như ở đây là 5 đồng họ có thể dùng cái điểm đó. Thì bấm 5 đồng đó nó sẽ trừ thêm nữa. Thí dụ như ở đây đi, người này vừa mới được 5 đồng của 284 điểm đó, bấm reward vô trong đây nó sẽ trừ xuống thêm 5 đồng với lại 2 đồng discount nữa là 43 đồng tất cả. Ở trên máy trên đây bạn sẽ bấm 43 đồng tiền trả cho cái service. Ok, khi mà bấm số tiền xong mình có thể đưa cái máy này, cái máy wifi dễ để mà cho khách có thể mà tự làm confirm, bỏ cái thẻ vô. Ok, remove cái thẻ. Ở trên cái máy wireless này á, là khách có thể tự bỏ tiền tip với lại tự ký tên trên màn ảnh luôn. Ok, xong. Khi mà tính tiền xong rồi đó thì ở trên cái máy check out cứ việc close cái tickets là xong một cái transaction, chỉ có như vậy thôi. Ở trên cái máy này thật sự có nhiều cái function khác nhau nữa. Lúc cuối mình sẽ nói thêm về cái đó nha. Ở đây mình sẽ làm một cái check out nữa, nhưng mà kỳ này đó đây là người khách mới, vì vậy cho nên họ muốn sign up với cái chương trình trước. Vì vậy cho nên thí dụ như bấm đại một cái số nào đó đi. Ok, đó là cái số điện thoại của người khách mới này. Ở đây mình sẽ để tên một người nào đó, test trial t ở đây 0505, và cái email là max or gmail sign up. Ok, sign up chỉ dễ dàng như vậy thôi. Ở đây cũng có thêm, thường thường á sign up lần đầu tiên mình cho điểm nhiều hơn để mà có họ có thể động viên để mà vô chương trình. Sau khi đó sign in thì tùy theo mỗi lần mình cho bao nhiêu đó. Ok, rồi bây giờ nó sẽ hiện lên qua phía bên kia. Ở đây là bên cái máy check out, vừa mới đây người khách sign up lần đầu tiên được 3% up. Ở đây Mẫn sẽ vô, cứ bấm cái ticket của người admin vô thôi. Pay nó đã có 3 đồng up rồi nha. Ở đây cái ticket của cái người này đó là 90 đồng. Ups, 900. Ok, Mẫn bấm lại 90 rồi. Ok, chỉ có 3 đồng nó đã có sẵn rồi, pay vô trả thì cái total của nó là 87 đồng. Ở trên cái máy credit card này Mẫn sẽ để 87.
Ok, ở đây Mẫn sẽ không có bỏ thẻ vô nữa lần thứ nhì nha. Khi mà xong rồi đó thì cứ việc close tickets. Rồi, vậy là xong. Ở đây Mẫn cho thấy luôn đó, cái máy này nó thật sự nó có nhiều cái thông dụng khác nhau, cũng gần giống như là cái POS. Ở đây mình chỉ dùng cái loyalty program để mà khách có thể sign in để giữ là cái database mà thôi. Còn cái payment để riêng. Nếu mà có cái POS system của công ty này luôn đó thì nó có thể liên với nhau hết tất cả. Appointment book, turn management, payment tất cả nó chỉ mở ticket một lần mà thôi. Còn ở đây đó là cái máy check in, check out thôi. Ở trên đây đó, khi mà bấm lên cái icon có thể text cho cái người đó nếu mà cái người đó đang đợi ở ngoài. Để mà cho họ biết hoặc là có thể delete cái ticket này nếu mà muốn. Ở trên đây có thể vô cái phần check out, đây là những cái ticket đã mở và làm rồi, có thể reopen nó lại để mà có thể sửa chỉnh sửa nếu mà muốn. Ở trên đây có appointment book để mà vô cuốn sổ để mà giữ lại appointments để mà có thể link lên online appointments đồ này nọ, tại vì mình có cái chương trình marketing để cho website giả lại cho social media. Nó sẽ hiện lên trên đây, nó link lên trên đây. Và nếu mà có cái đồ gạch gift card luôn nữa thì nó sẽ vô trong cái balance của gift card trong trọng để mình có thể kiểm tra trong đó. Cái máy này có thể làm được nhiều thứ lắm. Khi mà cộng lên cái chương trình POS nữa đó thì nó sẽ có càng nhiều feature khác nhau nữa. Còn ở đây thì Mận chỉ qua cái nói qua cái check in check out cho mọi người biết thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã đón xem nha. Chúc mọi người làm ăn phát tài và sức khỏe dồi dào nhé. Ok, cảm ơn, bye bye.